Mến chào cô chú và các anh chị. Đây là món dưa. Món dưa làm gì đây Tuyền? Món này trộn với tai heo. À, món ra tiền là món món trộn với tai heo ấy quý vị và anh chị. Đó, đang ở thái ra. Đây là món món dưa đấy. Dưa này mình lấy cái hạt hết ra. Món này ăn rất là tốn cơm. Các đầu bếp rất là xinh đẹp. Mà còn nhìn cái mặt đó. Ôi nhìn cái mặt đó tí mà. Qua đây cái đấy xong là như nào đây cô chú và các chị, đây cũng là một món ăn, mà món ăn gọi là món cà tím ấy. Đây là cái tác phẩm của anh chàng này. Chào các bạn ấy. Xin chào. Đây là món cà tím. Đây là món dưa trộn với tai heo. Khi nào bố ăn rồi không?